Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 11 là ngày cuối cùng diễn ra các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2014 tại Beijing, Trung Quốc. Hội nghị lần này chứng kiến những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa Chủ tịch nước chủ nhà với nguyên thủ các nước như Mỹ, Nga, Nhật Bản với những ý nghĩa quan trọng. Một điều thú vị là bên cạnh cuộc trao đổi căng thẳng về vấn đề địa chính trị đang rất nhức nhối, APEC cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo giao lưu, gặp gỡ và biểu cảm cũng như là thái độ của họ trong các cuộc gặp gỡ này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Một cái bắt tay nhau hay là một món quà tặng cũng đều có thể nói lên phần nào mối quan hệ ngoại giao của hai quốc gia và các nguyên thủ. Beijing trải thảm đỏ đón chào các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC, nơi họ có phiên chụp ảnh chung trong trang phục truyền thống của nước chủ nhà. Tuy còn tồn tại những bất đồng, Chủ tịch Xi Jinping, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Vladimir Putin đã hòa hợp khi xuất hiện trong chiếc áo màu đỏ tía. Năm nay, trang phục dành cho các đại biểu được thiết kế dựa trên kiểu áo, bộ đồ Mao, một thời được các nhà lãnh đạo Trung Quốc ưa thích, nhưng chất vải mềm tao nhã với các màu đỏ tía, xanh hoặc nâu. Thái độ lãnh đạm giữa Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc gặp ngày 10 tháng 11 đã được báo chí quốc tế bình luận, cho thấy tương lai hàn gắn quan hệ đôi bên còn rất mong manh. Khi bắt tay nhau trước ống kính của báo chí toàn thế giới, ông Tập đã không cười hay nói gì. Tờ Sydney Morning Herald của Australia nhận xét rằng cái bắt tay lịch sự nhưng ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo đã phản ánh thực tế rằng triển vọng làm ấm quan hệ hai nước vẫn còn khá mờ nhạt. Giới phân tích cho rằng, sự thể hiện cứng nhắc của Chủ tịch Xi khi gặp Thủ tướng Abe thể hiện sự đồng tình với thái độ của người dân Trung Quốc khi ký ức về thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng trong chiến tranh vẫn còn sâu đậm. Trong khi đó, theo RT, sau khi tham dự buổi gặp mặt chính thức với Chủ tịch Xi trong khuôn khổ nghị APEC, Tổng thống Vladimir Putin đã giới thiệu và tặng lại ông Xi bộ sản phẩm điện thoại thông minh Yota Phone 2. Đây là chiếc điện thoại hai màn hình đầu tiên trên thế giới do Nga chế tạo. Phiên bản đặc biệt của Yota Phone bao gồm hệ thống bảo mật dữ liệu do các kỹ sư Nga phát triển. Đây chính là điểm đặc biệt giúp nó trở nên độc nhất, xét về mức độ an toàn. Chỉ hành động nhỏ này cũng có thể thấy mối quan hệ Trung-Nga ngày càng trở nên nồng ấm. Truyền thông quốc tế 24 giờ qua liên tục bàn luận sôi nổi về biểu cảm khác nhau của các nhà lãnh đạo trong cuộc gặp song phương. Nổi bật trong số đó là sự thân mật đặc biệt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping. Theo nhận định của Tổng thống Nga Putin, quan hệ Nga và Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Cuộc gặp song phương tại APEC 2014 là cuộc gặp lần thứ 10 giữa nguyên thủ hai nước Nga-Trung trong chưa đầy 2 năm, cho thấy cả ông Putin và ông Xi Jinping đều đang nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên. Những nụ cười và những cái bắt tay thật chặt là trạng thái chung trong cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping và Tổng thống Nga Putin. Chỉ riêng trong ngày 9 tháng 11, hai nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga đã ký 17 thỏa thuận, chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng, bao gồm phát triển một tuyến đường quan trọng nhằm cung cấp khí đốt cho Trung Quốc, với thỏa thuận ban đầu trị giá 400 tỷ đô la Mỹ đã đạt được hồi tháng 5. Có thể nói, việc hợp tác với Trung Quốc giúp nâng vị thế cho Nga trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong một động thái nhằm thẳng đến dự án đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ khởi xướng, ông Putin cho rằng TPP sẽ không thể thành công khi thiếu vắng Nga và Trung Quốc. Tôi cho rằng sự vắng mặt của những quốc gia lớn như Nga và Trung Quốc trong thành phần tham gia đối tác xuyên Thái Bình Dương khó lòng tạo điều kiện xây dựng hợp tác hiệu quả về thương mại kinh tế trong khu vực. Điều quan trọng nhất là sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga nhằm đảm bảo cho thế giới, theo đúng luật pháp quốc tế, thế giới phát triển ổn định hơn, dễ dự đoán hơn. Đúng như nhận định của Điện Kremlin rằng, năm nay trong quan hệ Nga-Trung Quốc đã có một bước đột phá trong lĩnh vực khí đốt. Vì vậy, Trung Quốc và Nga đang tiến tới thiết lập một liên minh năng lượng chiến lược. Một dự án quy mô lớn trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đang được thực hiện để cung cấp dầu thô cho Trung Quốc thông qua đường ống Skovorodino-Mohe. Việc chuẩn bị xuất khẩu ga của Nga sang Trung Quốc cũng sắp hoàn thành. Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế Nga vốn đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi chịu tác động mạnh vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Giá trị đồng rúp Nga xuống đến mức kỷ lục trong lịch sử nước này khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây cùng với tình trạng dầu rớt giá gây thiệt hại cho nền kinh tế. Chính vì thế, quan hệ nồng ấm của hai nước chính là một mối quan hệ cộng sinh giúp hai cường quốc cùng phát triển.
và mối quan hệ này đang làm thay đổi bàn cờ chính trị trên thế giới. Song cũng không ít chuyên gia cho rằng mối quan hệ Nga-Trung vẫn tiềm ẩn các nguy cơ như sự cạnh tranh giữa hai nước ở Trung Á hay áp lực tiềm tàng của dân số Trung Quốc đối với vùng Viễn Đông Nga vốn thừa dân. Bên cạnh đó, Nga cũng không vào hùa với các tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông. Có thể nói, những cái bắt tay cứng nhắc, những ánh mắt không nhìn thẳng nhau, những cái đối đầu ngấm ngầm giữa các vị nguyên thủ quốc gia là những điều mà thế giới dễ thấy trong hội nghị APEC lần thứ 22 diễn ra tại Beijing, Trung Quốc. Theo các chuyên gia, thì hội nghị APEC lần này là sự đối đầu của ba quyền lực lớn giữa Washington với Beijing và Moscow. Nga và Trung Quốc thường sát cánh, bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn với cách giải quyết các vấn đề trên thế giới của Mỹ và thường phủ quyết hoặc khước từ các sáng kiến của Mỹ. Song các chuyên gia cũng cho rằng APEC cũng là nơi để gác đi những bất đồng hướng tới việc hợp tác kinh tế. Có thể lấy một ví dụ đầu tiên chính là việc lần đầu tiên sau 3 tháng không liên lạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp mặt Tổng thống Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo chỉ chào hỏi và trò chuyện ngắn mà không đối thoại bên lề hội nghị APEC. Căng thẳng Nga-Mỹ được đẩy lên cao sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và loại Nga ra khỏi G8 vào tháng 3 năm 2014 với lý do Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, sự thay đổi nhanh chóng của Nhật Bản tại hội nghị APEC lần này cũng khiến cho cả thế giới ngỡ ngàng. Nếu như tại hội nghị Shangri-La 2014 được tổ chức ở Singapore vào tháng 5 vừa qua, Nhật Bản đã công khai chỉ trích Trung Quốc, thì đến APEC lần này, Nhật Bản lại mang theo một thái độ ôn hòa hơn với Trung Quốc. Và chiều ngày 10 tháng 11 đã chứng kiến một sự kiện quan trọng khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping đã có cuộc gặp gỡ song phương bên lề hội nghị cấp cao APEC. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo hai nước kể từ tháng 5 năm 2012. Mối quan hệ giữa Nhật Bản, Trung Quốc đã bị đóng băng trong thời gian qua bởi tranh chấp đối với quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Theo Thủ tướng Nhật Bản, cuộc gặp lần này là một nỗ lực của cả hai phía trong việc kiềm chế căng thẳng liên quan tới những vấn đề tranh chấp, là bước phát triển đầu tiên hướng tới cải thiện quan hệ vì lợi ích chiến lược chung của cả hai nước và khu vực. Thủ tướng Abe cũng cho biết, ông đã thể hiện mong muốn đối với Chủ tịch Xi Jinping về việc xây dựng mối quan hệ Nhật-Trung trong thế kỷ 21 từ góc độ phát triển lâu dài và mang tính đại cục. Đáp lại thiện chí của Nhật Bản, Trung Quốc đã có những thái độ tích cực. Trung Quốc cũng coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản và mối quan hệ này sẽ dựa theo các nguyên tắc căn bản. Sau cuộc gặp này, Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được 4 nguyên tắc cơ bản. Có thể nói, đây là cuộc gặp được dư luận mong chờ bởi quan hệ hai nước có những ảnh hưởng nhất định tới tình hình khu vực. Bloomberg nhận định rằng quan hệ thương mại Nhật Bản-Trung Quốc có thể nói đang trong giai đoạn hồi phục, tuy trong bối cảnh nửa đầu năm 2014, đầu tư của Nhật Bản đối với Trung Quốc giảm nhanh. Cùng với những diễn biến tích cực tại cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Abe và Chủ tịch Xi Jinping bên lề hội nghị APEC, hy vọng một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước sẽ được mở ra vì lợi ích mang tính đại cục của nhân dân hai nước và khu vực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, mối quan hệ này có thực sự được cải thiện hay không vẫn còn phụ thuộc vào những hành động thực tế của mỗi nước. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cho rằng Hàn Quốc cũng cảm thấy một chút bất an, giống như bị cô lập khi dư luận đang hy vọng một bước tiến mới trong quan hệ Nhật-Trung, đặc biệt là khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá mối quan hệ này sẽ đóng góp vào lợi ích chung của cả khu vực. Không chỉ có cuộc hội đàm phá băng với Trung Quốc, mà cũng tại APEC, Nhật Bản đã có các cuộc thảo luận với Nga. Trong cuộc gặp kéo dài 70 phút, hai nhà lãnh đạo thảo luận về sự hợp tác chung trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, an ninh và chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Nhật Bản cũng ngỏ ý tham gia phát triển năng lượng vùng Viễn Đông của Nga. Trong những năm gần đây, Nga trở thành nước xuất khẩu năng lượng hàng đầu của Nhật Bản. Do đó, Nhật Bản lo ngại các biện pháp trừng phạt có thể sẽ ảnh hưởng tới việc cung cấp nhiên liệu của Nga. Rõ ràng, bất chấp những áp lực chưa từng thấy từ phía Washington, các nước châu Á, trong đó có Nhật Bản, vẫn phải duy trì quan hệ thương mại, kinh tế với Nga bởi những ảnh hưởng truyền thống của quốc gia trải dài lãnh thổ qua hai châu lục Á-Âu này.
Tầm ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc là một trong những thách thức lớn nhất trong chuyến công du tới châu Á lần này của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Không chỉ tới tham dự hội nghị APEC ở Trung Quốc, trở lại châu Á lần này, Tổng thống Obama còn gánh vác nhiệm vụ khẳng định chiến lược tái cân bằng ở khu vực, với vết thương là thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua của Đảng Dân Chủ và căng thẳng đang leo thang trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Giới phân tích cho rằng đây sẽ là một chuyến đi khó khăn đối với Tổng thống Obama. Trong chuyến công du này, Tổng thống Mỹ sẽ phải thuyết phục được các đồng minh châu Á rằng chính sách tái cân bằng ngoại giao của chính phủ Mỹ hướng tới châu Á-Thái Bình Dương, vốn được xem là đóng vai trò chủ đạo trong chính sách đối ngoại của Mỹ, không phải là mang tính hình thức. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice mới đây khẳng định, an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ đang ngày càng gắn bó chặt chẽ với châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị cấp cao APEC ưu tiên cho việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa các nước châu Á-Thái Bình Dương. Và chúng tôi đến đây với mong muốn thúc đẩy bước tiến trong các thỏa thuận quan trọng với các nước APEC. Tổng thống Mỹ vẫn cam kết với châu Á về chiến lược tái cân bằng, và việc thực thi cam kết đó sẽ là ưu tiên hàng đầu trong suốt nhiệm kỳ 2. Trên thực tế, trong thời gian vừa qua, Mỹ cũng đã để lại nhiều dấu ấn tại khu vực. Hồi tháng 4 năm ngoái, Mỹ và Philippines đã ký một thỏa thuận an ninh mới, thời hạn 10 năm, cho phép tăng cường sự có mặt của quân đội Mỹ trên lãnh thổ nước này. Tháng 7 vừa qua, Nhật Bản, một đồng minh khác của Mỹ, đã xem xét việc diễn giải lại bản hiến pháp hòa bình nhằm cho phép quân đội Mỹ hỗ trợ một quốc gia bạn bè trong trường hợp bị tấn công. Mỹ cũng đã nhất trí cải thiện hợp tác quốc phòng với Australia và kéo dài thêm 10 năm thỏa thuận hợp tác quân sự song phương với Ấn Độ. Bên cạnh đó, kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dù là đòn giáng mạnh vào Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama, song lại có thể giúp ích cho ông Obama trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán về thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, thỏa thuận về tự do thương mại với sự tham dự của 12 nước, trong đó có Mỹ và Nhật Bản. Chính quyền Mỹ lâu nay vẫn tìm kiếm một sự thỏa hiệp giúp họ đàm phán về các thỏa thuận thương mại trước khi yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu thông qua toàn bộ văn kiện. Tuy nhiên, cơ chế đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính Đảng Dân Chủ, trong khi Đảng Cộng Hòa vốn đã ủng hộ vấn đề tự do thương mại, tỏ ra khá cởi mở. Vì thế, kết quả của bầu cử vừa qua có thể lại mở cánh cửa cho Tổng thống Obama trong những vấn đề này. Theo kế hoạch, kết thúc cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 12 và 13 tháng 11, Tổng thống Obama sẽ rời Beijing sang Myanmar để tham dự hội nghị cấp cao Đông Á vào ngày 15-16 tháng 11. Ông Obama sẽ tới Australia để tham dự hội nghị cấp cao G20. Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn tại Iraq, Ukraine và Syria, chuyến công du của Tổng thống Mỹ có ý nghĩa đặc biệt trong nỗ lực tái cân bằng quan hệ với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trụ cột trong chính sách đối ngoại của ông. Lần đầu tiên kể từ Đại hội Đảng 18 khi ông Xi Jinping được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc, hội nghị APEC được tổ chức tại Beijing như một cơ hội để người đứng đầu Trung Quốc thể hiện quyền lực, xu hướng chính trị trước các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương. Và dư luận đã phần nào thấy được điều này khi quan sát thái độ, ứng xử của các nhà lãnh đạo bên lề hội nghị. Đó là những nội dung mà chúng tôi vừa gửi tới quý vị trong chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Đừng quên bật TV vào lúc 18:30 ngày mai để cùng đón xem những câu chuyện thời sự quốc tế hấp dẫn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.